xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với view ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy rằng là vàng và chứng khoán Mỹ thì đều đã phá đỉnh. Liệu Bitcoin có thể sẽ là loại tài sản tiếp theo phá đỉnh hay không? Hiện tại thì rất nhiều những cái chỉ số liên quan đến Bitcoin là đều đang đạt đỉnh và gần như toàn bộ thị trường tiền mã hóa đang tập trung vào Bitcoin. Vậy thì cái khả năng này có thể xảy ra cao hay không và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xem động thái của các cá voi trong thời điểm hiện tại sẽ là như thế nào. Trước khi bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay, nếu như các bạn muốn nhận được những tư vấn chiến lược đầu tư đối với Bitcoin và Ancoin, hay cập nhật các thông tin tín hiệu và kiếm cháy khi giao dịch vàng và ngoại hối thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số Zalo 0962688246. Ngoài ra, chương trình đào tạo miễn phí 3 ngày dành cho người mới sẽ sớm bắt đầu. Để tham gia chương trình này, các bạn có thể liên hệ với mình qua số Zalo hoặc điền thông tin vào form đăng ký hỗ trợ. Đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của tất cả các video trên YouTube của anh New Capital. Rất vui. Được đồng hành cùng các bạn trong thời gian sắp tới. Ok thì có lẽ là trong hai tuần đầu tiên của tháng 10 thì chưa thực sự là như đạt những kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là bước sang tuần thứ ba thì mọi thứ có vẻ như là bắt đầu có một cái sự chuyển biến tốt hơn. Đúng không ạ? Và cái cụm từ gọi là October đang có vẻ là đang chuẩn bị là ứng nghiệm rồi. Thì các bạn có thể thấy rằng là mới đây thì kể cả vàng hay chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 và chỉ số Dow Jones đều đã phá đỉnh và rất nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi Bitcoin sẽ là loại tài sản tiếp theo làm cái điều này. Thì nếu mà chúng ta nhìn chặt của Bitcoin dưới góc độ phân tích thuật thì các bạn thấy là giá của Bitcoin đang chạy cũng tương đối giống so với cái kế hoạch mà mình đã chia sẻ trong cái livestream số 112 mới nhất của mình thì mình cũng đã update cho mọi người. Thì các bạn thấy là sau khi mà chúng ta chấm dứt được cái trend giảm à, đỉnh đáy thấp dần trong suốt từ tháng 3 cho đến tháng 9 2024 thì trong một vài ngày trước đây Bitcoin đã có một lực hồi khá là mạnh và mới nhất thì giá nó đã confirm ở mốc là 68.000 đô tức là cái vùng đỉnh của mùa trước và hiện tại thì chỉ cách cái mốc đạt đỉnh mọi thời đại 73.000 đô có 5.000 giá mặt thôi thì nếu mà chúng ta quan sát cái số lượng giao dịch ở cách giá được bơm và hành vi của các cá voi thì mình khá là kỳ vọng nếu như không phải trong tháng 10 thì có khả năng sẽ là sang tháng 11 cả giai đoạn cuối 2024 thì chúng ta sẽ có những cái mức đỉnh mới và các bạn thấy rằng là khác với cả những cái lần pump dump bơm thổi trong cách đây tầm vài tháng thì cái cấu trúc tăng trưởng lần này của Bitcoin nó thực sự là khá bền vững cái diễn biến giá hay là cái momentum cái động lượng nó đều đang tương đối giống với cái nhịp đẩy trong giai đoạn đầu năm nay khi mà Bitcoin đã phá đỉnh trước Hà Vinh và làm cho nhiều người rất là bất ngờ trong giai đoạn tháng 10 nó là cái giai đoạn mà thường là thị trường nó sẽ nén các bạn có thấy là trong giai đoạn tháng 10 năm ngoái thì thị trường nó cũng khá là nhàm chán Bitcoin ở mức giá tầm khoảng 30.000 <laughs> đúng ạ. Và các bạn thấy là chỉ trong có một vài tháng thôi thì cái xu hướng nó cũng thay đổi uh, vô cùng nhanh. <laughs> ok thì trước khi mà chúng ta đi sâu phân tích cái dữ liệu chỉ số và động thái của các phe trên thị trường thì chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo thêm uh, một vài cái quan điểm của các KOL và các chuyên gia trong ngành xem là họ đang nghĩ gì. Theo như George Van Lagen, đây là một chuyên gia phân tích theo trường phái uh, dòng tiền thông minh Smart Money Concept thì uh, Bitcoin đã break ra khỏi vùng bay số 4 có thể hiểu là vùng quét thanh khoản và đang vào con sóng cuối cùng số 5 và đây chính là sóng phá đỉnh. Ở cái vùng hỗ trợ key support sẽ là mốc 57.500. giai đoạn đầu tháng 10 thì Bitcoin cũng đã giảm một nhịp tiệm cận đến vùng này và sau đó thì liên tục là những cây nến xanh và nếu như nhận định của Legend là đúng thì sau khi test lại vùng 57 000 bật lên thì có thể là trong quý 4 chúng ta sẽ uh, khó có thể nhìn thấy Bitcoin quay trở lại mức giá dưới 60 000 và câu chuyện phá đỉnh sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ngoài ra thì nếu chúng ta nhìn nhận theo trường phái wing off ở đây là một trong những cái phương pháp khá chính xác để phân tích thị trường về trung hạn và dài hạn thì uh, Multi Party cũng vừa mới update cái trọng Bitcoin và giá gần như đã chạy khá chính xác đến 99% so với những gì mà chuyên gia này đã chia sẻ trong nhiều tháng này. Thì sau khi mà confirm được cái vùng giá 68.000 thì Bitcoin đang ở trong giai đoạn SOS viết tắt của cụm từ là sign of strength chứ không phải là cấp cứu được chưa Và chuẩn bị bước vào cái phase E gọi là phase cuối cùng và đây chính là cái sóng phá đỉnh mà chúng ta đang kỳ vọng. Thì nếu mà chúng ta tính từ giai đoạn tạo đỉnh all time high trong tháng 3 từ đầu năm tới giờ thì Bitcoin đã tích lũy tới hơn nửa năm qua 4 phase A, B, C. Và theo như lý thuyết, thời gian tích lũy nén càng lâu thì sóng E sẽ bay càng mạnh. ở Mắt thì Patti cũng đã đúng với cả bốn phase đầu của Wing Off. Nếu mà sóng E tiếp tục đúng như những gì mà chuyên gia này đang kỳ vọng thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ chứng kiến Bitcoin phá đỉnh trong thời gian sắp tới sẽ sớm thôi. Đấy chưa ạ? thì nhìn chung lại thì những cái nhận định về giá cả về xu hướng của Bitcoin từ giờ đến cuối 2024 thì các bạn thấy là các chuyên gia cũng đều có cái góc nhìn tương đối tốt và họ cũng sử dụng nhiều những cái trường phái khác nhau. Tất nhiên là nhiều người sẽ nói rằng là bởi vì bản thân chúng ta đang muốn là thị trường vào uptrend nên là chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cái thông tin liên quan tới uptrend và bỏ qua những cái thông tin liên quan tới một cái sự sụt giảm mạnh. Thì cái điều này thực ra là nó cũng chính xác. Tuy nhiên đấy thì quan trọng khi mà các bạn đầu tư ấy, là các bạn đặt niềm tin như thế nào thôi. Khi mà các bạn đã tiêu cực ấy, thì các bạn nhìn thấy xu hướng nào cũng sẽ là tiêu cực. Thì khi mà các bạn tích cực <laughs> thì các bạn sẽ luôn luôn có lý do để đầu tư. Các bạn quan trọng ấy, nó là vẫn là góc nhìn thôi. Đầu năm 2024 cũng rất nhiều những cái nghi vấn, ngờ vực về bitcoin, Đúng không? Đúng không liên quan đến bitcoin ETF và các bạn thấy sự thật nó sẽ là như thế nào? Đúng không một khi nó đến nó sẽ đến rất nhanh và quan trọng là cái niềm tin của chúng ta có đặt ở đó hay không mà thôi. Còn nếu như trong đầu năm mà chúng ta nghĩ tiêu cực thì chúng ta cũng sẽ không thể nào ngờ được là bitcoin sẽ phá đỉnh trước cả giai đoạn bị có hà vinh đúng không ạ đây là một cái điều cực kỳ là à, bất ngờ đối với những người mà tiêu cực với cả thị trường thì thực ra thì cái góc nhìn tiêu cực đó đôi khi nó sẽ đúng tuy nhiên ấy, thì khi mà chúng ta đã mất thời gian chúng ta đầu tư vào thị trường này rồi bỏ thời gian công sức ra thì chúng ta nên có những cái góc nhìn uh, tích cực để mà chúng ta đầu tư quan trọng là chúng ta uh, lựa chọn dự án chúng ta đầu tư phân bổ vốn và chúng ta chọn cái thời điểm hợp lý thôi còn nếu như các bạn nghĩ về thị trường một cách quá tiêu cực thì mình nghĩ là các bạn không nên tham gia đầu tư làm gì đúng không nó mất thời gian mất công sức mà đôi khi lại còn thua lỗ nữa thế nên là khi mà chúng ta đã đầu tư thì cái view của chúng ta mình nghĩ nên sẽ là cái view tích cực ok trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích kỹ hơn cho các bạn các cái thông tin và những cái chỉ số ảnh hưởng đến giá của bitcoin và đặc biệt là hành vi của các cá mập trong bối cảnh mà bitcoin đang có một cái sự hồi phục tương đối tốt nhìn chung lại thì khi mà bitcoin liên tục tăng trưởng thì tâm lý của thị trường cũng sẽ có những cái sự chuyển biến khá rõ rệt thôi từ sợ hãi Lo ngại về việc up thua không tới thì khi mà Bitcoin điều chỉnh nhẹ trong giai đoạn đầu tháng thì hiện tại con thấy rằng là Cái số điểm tham lam sợ hãi nó đang ở mức là 71, đây là một trong những cái con số uh, cao nhất Trong nhiều tháng trở lại đây uh, Giá tăng, lòng tham và sự kỳ vọng cũng đã tăng lên Và mình cho rằng điều này cũng có cơ sở, tuy nhiên ý, thì market mình cho rằng là còn lâu mới đạt được đến cái trạng thái gọi là Extreme Full một cực độ, trong cái thời điểm mà thị trường sẽ đi vào sóng tăng trưởng chính, hiện tại nó vẫn còn đang khá là ngơ vực và mình nghĩ rằng ấy, nếu mà ngày mai mà thị trường chỉ cần điều chỉnh vài ngàn giá thôi là cái chỉ số này nó sẽ giảm ngay lập tức đúng không chúng ta đã được chứng kiến điều này khá là nhiều lần rồi ok thì giá bitcoin tăng thị trường tăng nhưng mà những cái chỉ số thống trị bitcoin thì cũng đang tăng lên những cái đồng an coi đây là những cái dự án mà đa số các nhà đầu tư đang nắm giữ cũng có sự tăng trưởng nhẹ nhưng mà nó cũng không thể so sánh được với bitcoin được thì như các bạn thấy ở trên màn hình thì bitcoin chưa thực sự phá đỉnh nhưng bitcoin dominant trong một vài ngày trước đây đã chính thức là phá mức đỉnh cũ rồi à, cao hơn cả giai đoạn tháng 3 của năm 2024 và khi mà Bitcoin chạm mức giá là 73 ba đô và các bạn thấy là thị trường gần như đang dành sự ưu tiên tuyệt đối cho Bitcoin tỷ lệ thống trị lên tới 59% và nếu mà chúng ta nhìn trên khung thời gian lớn thì có vẻ như Bitcoin sẽ vẫn còn thẳng tiếp chưa có lý do gì để chúng ta có thể nói rằng là 59% sẽ là con số cuối cùng đúng không ạ thời gian tới mình cho rằng khi mà Bitcoin phá đỉnh và tài khoản ăn coi của mọi người chưa hồi mạnh ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn nên bình tĩnh và kiên nhẫn đây là một điều hết sức là bình thường Bitcoin sẽ phải được đẩy trước và nó sẽ dồn dòng tiền vào Bitcoin trước khi mà thị trường nóng trở lại, thanh khoản dày hơn, gọi nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường hơn thì thời điểm đó mới là cái thời điểm kích động cái mùa ăn season và quy luật này thì nó vẫn luôn đúng trong tất cả cái chu kỳ trước và mình nghĩ rằng là có thể chu kỳ này nó vẫn sẽ chưa thay đổi, chúng ta sẽ vẫn cần thiết là phải chứng kiến dòng tiền vào Bitcoin và Bitcoin đạt đỉnh trước đã, còn sau đó thì chúng ta sẽ tính đến ăn coi sau. Và ngoài ra thì một trong những cái lý do chính giúp cho Bitcoin duy trì được cái cấu trúc tăng tương đối bền vững như thời điểm hiện tại đó chính là nhờ vào dòng tiền. Và cái như bạn thấy trên màn hình thì trong tháng 10 này các nhà đầu tư đang rất là phô mô Bitcoin, đúng không? dòng tiền ETF đang liên tục dương và volume cũng đang thuộc dạng top của năm 2024. Cụ thể thì trung bình mỗi ngày có từ 400 đến 500 triệu đô la mua vào, cao hơn rất nhiều so với những tháng trước đây. Và nếu mà chúng ta quan sát kỹ hơn, thời điểm hiện tại lực mua còn đang tương đương với cả giai đoạn tháng 3, được Đây là thời điểm mà Bitcoin ETF mới được thông qua và Bitcoin đã tăng rất nóng và tạo đỉnh và nếu cái lực mua FOMO bitcoin tiếp tục được duy trì với volume như hiện tại thì mình cho rằng đây là một tín hiệu vô cùng uh, tích cực trong thời gian sắp tới các market maker các sàn có thể băm đắm bitcoin trong ngắn hạn để quét thanh khoản tuy nhiên ấy thì một khi đã có dòng tiền lớn đổ vào thì mình nghĩ rằng là uh, khi mà số lượng bitcoin trên sàn cạn kiệt thì chắc chắn là nó sẽ uh, về quy luật cung cầu nó sẽ đẩy giá của bitcoin cao lên mà thôi và các bạn thấy trong đoạn vừa rồi ấy, bitcoin giá càng lên ấy, thì các vị ETF thu mua càng nhiều Điều đó chứng tỏ rằng là chắc chắn khi Bitcoin lên 70, 80, 90 nghìn, các cái nhà đầu tư ở bên ngoài phố Wall sẽ còn phô mô hơn nữa và họ sẽ còn đẩy dòng tiền vào nhiều hơn nữa. Được chưa? Chứ không phải là khi mà giá Bitcoin giảm họ mới mua nhiều và giá cao họ mới mua. Đây là một cái tâm lý chung của các nhà đầu tư và các nhà đầu tư phố Wall đang nhìn Bitcoin à, cũng như vậy. Thế nên mình nghĩ rằng là cái đoạn này sẽ là một cái giai đoạn nén cần thiết à, cho đến khi mà thị trường thực sự là bùng nổ thì lúc đấy cái dòng tiền từ phố Wall đổ vào các quỹ ETF mua Bitcoin mới thực sự là khổng lồ và nó có thể đẩy giá của Bitcoin lên cao hơn so với những gì mà có thể chúng ta đang suy nghĩ ở trong đầu đúng không? Chúng ta cũng không biết được. Thì thông thường ấy, cái đỉnh của thị trường đôi khi nó cũng sẽ có những cái sự bất ngờ cho chúng ta đúng không? Thế nên là chúng ta cũng nên có một cái tư duy mở về vấn đề này. Ngoài ra nếu chúng ta nhìn dưới góc độ tiền tươi được bơm thêm theo CoinShare thì có thể thấy trong tuần vừa rồi đã có chính xác là 419 triệu đô đã được rót vào thị trường tất nhiên chủ yếu vẫn được đôn bitcoin an thì vẫn chưa được đón nhận dòng tiền cũng như sự quan tâm của quỹ đầu tư và những tổ chức tài chính à, nguyên nhân mà coi đưa ra cái nguồn vốn khổng lồ được bơm thêm này hiện tại đã, đã đó là đang rất gần cái ngày bầu cử tổng thống mỹ và tỷ lệ donald trump đang chiến thắng đang vô cùng cao và theo những thống kê đến từ polymarket cho thấy rằng là trump đang ngày càng bỏ ra bà harris và rất có thể là trong tháng 11 sắp tới thì ông trump sẽ lên tổng thống mỹ và đây có thể sẽ là một trong những cái thông tin tạo ra được cái sự fomo không thua gì so với việc bitcoin etf được hợp pháp hóa tại mỹ bởi vì ông trump đã được mệnh danh là một vị tổng thống crypto đầu tiên rồi và ông cũng tham gia những cái chương trình liên quan đến crypto trong suốt thời gian vừa rồi họ thể hiện sự ủng hộ và rất nhiều những lời hứa hẹn có cánh được đưa ra và sau rất nhiều lần ám sát hụt thì trump hiện tại vẫn an toàn và mình nghĩ sớm thôi và mình hy vọng là ông trump sẽ duy trì được cái đà này của mình và sẽ trở thành tân tổng thống hoa kỳ khi mà cái sự ủng hộ của ông À, đang thực sự đang là rất lớn và chắc chắn là khi bóng lên thì uh, crypto sẽ có thể là rộng được hơn để mà có thể phát triển như những gì ông đang hứa hẹn Đúng không ạ? Và các bạn thấy trong cái giai đoạn mà ông Biden uh, cũng như SEC đã đi crypto uh, chết lên chết xuống <laughs> nhưng mà thị trường nó vẫn tăng trưởng được thì với một cái tổng thống mới, với một cái chủ tịch SEC mới với cái tư duy ủng hộ thì mình cho rằng là thị trường nó sẽ còn dễ dàng uh, phát triển hơn nữa trong tương lai. Ngoài dòng tiền ra thì trong phần tiếp theo chúng ta sẽ xem các kẻ phe trên thị trường đang có những hành vi giá như thế nào khi mà Bitcoin đang liên tục tăng mạnh. Thì như quan thể tế trên màn hình ấy, thì đây chính là thống kê những cái ví cá voi mới. Thực sự ý, rất khó tin nhưng đây sẽ là sự thật. Khi mà chỉ trong vòng vài tháng trở đi thôi, những ví cá voi này đã tích lũy tới 1,97 triệu Bitcoin. Các bạn nhớ rằng hiện tại ý, thị trường theo lý thuyết chỉ có khoảng 20 triệu Bitcoin và nhóm cá voi này đã tích lũy tới 10% tổng cung tối đa chỉ trong vài tháng. Đây là một con số thực sự rất là khủng khiếp đúng không ạ? và đây chắc chắn không phải là những cái cá voi thường mà đây sẽ à, là những cái nhóm gọi là dòng tiền thông minh smart money những cái nhóm tổ chức lớn và rõ ràng nếu mà họ mua bitcoin trong một khoảng thời gian vài tháng trở đây thì rõ ràng cái entry của họ cũng sẽ à, không phải là quá thấp như là chúng ta suy nghĩ và họ sẵn sàng tích lũy mức giá từ 50 đến 60 mươi ngàn thì chắc chắn là cái kỳ vọng của họ sẽ cao hơn so với cả cái mức giá này à, rất là nhiều trong thời gian à, sắp tới chi tiết hơn ấy, thì theo một vài thông tin khác đến từ salesman thì không chỉ về khối lượng mà số lượng các giao dịch cá voi cũng đang tăng mạnh. Đã có tổng cộng khoảng 11.000 giao dịch với volume trên 100 000 đô trong khoảng 10 tuần trở đây. Và các cái cuộc thảo luận, ở các cái diễn đàn trên mạng xã hội cũng đang có cái keyword liên quan đến Bitcoin nhiều hơn Ancoin. Do đó chúng ta có thể thấy rằng khởi đầu một con sóng mới thì qua ba chu kỳ thì Bitcoin vẫn sẽ luôn là đồng coi tiến phong thôi. Và đây sẽ là cái kim chỉ nam để có thể gây ra sự chú ý của đám đông trước khi mà chúng ta nghĩ đến phần còn lại. Và ngoài ra thì hiện tại thì bitcoin vẫn đang là một trong các loại tài sản rất là khan hiếm theo thời gian và theo như thống kê mình xem được ấy, thì ngay tại thời điểm hiện tại thì số bitcoin sẵn trên sàn đang ở mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây và ngoài cái số coin có sẵn trong ví dự trữ của các sản dịch để làm thanh khoản thì gần như là bitcoin được bán ra từ các nhà đầu tư nhỏ sẽ đều bị hấp thụ một cách rất là nhanh chóng thì uh, nhìn chung về tổng thể bức tranh <laughs> thị trường hiện tại thì các bạn thấy nó đã uh, rõ nét hơn so với cách đây tầm khoảng hai tháng rất là nhiều đợt nếu mà trong giai đoạn đầu tháng 8 thì chúng ta nhìn thị trường rất là bi quan. Tuy nhiên thì sau những gì mà gọi là khó khăn nhất đã trôi qua thì có thể là chúng ta bước sang uh, giai đoạn uh, quý 4 của 2024 với những cái sự khởi sắc nó đã rõ nét hơn từ những cái thông tin liên quan tới uh, chính Bitcoin, từ những thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô. Đúng không ạ? Kinh tế Mỹ thực sự cũng đang không quá tệ như chúng ta nghĩ về một cuộc suy thoái lẫn tới cái cuộc bầu cử của Mỹ. Đúng không ạ Tân tổng thống Mỹ hoàn toàn có thể là một tổng thống ủng hộ thị trường crypto thì tất cả những thông tin này gần như nó bức tranh đã bắt đầu nó đã uh, sáng tỏ hơn rồi thì có thể thấy là cái việc thu mua tới 500 triệu 400 triệu đô một ngày ở uh, Bitcoin thì chắc chắn là đến một thời điểm sẽ không có đủ Bitcoin trên sàn để cho nhóm cá mập này thu mua nữa Và thường thì họ sẽ thu mua ở OTC nhưng mà chắc chắn là đến thời điểm OTC nó sẽ cạn thôi Thì họ sẽ phải lên sàn mua và khi mà lên sàn mua thì các bạn thể biết là nó sẽ là vấn đề cung cầu, đúng không ạ? thì uh, giá nó sẽ tăng là vấn đề uh, đương nhiên thôi. thì mình nghĩ rằng là thời điểm hiện tại cũng là cái thời điểm mà chúng ta cũng cần có cái sự tập trung cao và với thị trường khi mà chúng ta đã uh, quan sát thị trường trong suốt quãng thời gian vừa qua. tại thì nếu mà các bạn chưa đầu tư ý, thì cái cơ hội thực ra là nó vẫn có nhưng mà tất nhiên nó sẽ không thể nào rõ ràng bằng các bạn đã đầu tư trong suốt 2 năm uh, vừa qua. đấy thì uh, quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ tận dụng cái cơ hội sắp tới sẽ là như thế nào mà thôi Thực ra là thị trường tăng là điều tốt nhưng thị, khi mà thị trường tăng thì không phải ai cũng có lợi nhuận Đúng không ạ? Cái điều này là cái điều mà các bạn đã trải nghiệm trong giai đoạn tháng 3, tháng 4 vừa rồi Khi mà Bitcoin phá đỉnh Nhưng <laughs> Tài khoản của rất nhiều người Vẫn đang âm đúng không? Thế nên là quan trọng bây giờ là Thị trường tăng nó đã là kỳ vọng rồi, quan trọng bây giờ chúng ta làm gì Để chúng ta có thể à, Kiếm được Lợi nhuận Phù hợp với cái Khoản đầu tư của chúng ta mà thôi thì hy vọng trong thời gian tới thì mình sẽ cập nhật sát sao những cái thông tin cho các bạn và các bạn cũng nên có một cái kế hoạch cụ thể trong thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ đầu tư như thế nào còn bây giờ mà các bạn nếu mà không có kế hoạch ấy, thì gần như chắc chắn là khi mà thị trường đến cái giai đoạn tăng trưởng nóng các bạn sẽ lại nhảy vào đu đỉnh giống như một số người đã làm trong giai đoạn tháng 3, tháng hoặc và cái kết quả thì các bạn đều biết là chúng ta sẽ đều thua lỗ Đúng không? bởi vì khi đó thì bitcoin đã quá tăng quá mạnh rồi các bạn sẽ không mua bitcoin chắc chắn là như vậy các bạn sẽ bắt buộc phải mua ăn coi và khi mà các bạn mua coi thì cái rủi ro nó đã cao lên bitcoin đôi khi sẽ không cần điều chỉnh mạnh nhưng an coi sẽ có thể điều chỉnh rất sâu thế nên thời điểm hiện tại là cái thời điểm các bạn cần phải có một kế hoạch cụ thể cho cái khoản đầu tư của các bạn <laughs> uh, ok thì đó là toàn bộ nội dung cho mình ngày hôm nay hy vọng là nội dung sẽ hữu ích cho các bạn và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại mọi người